Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ một cái bộ xe 3 bánh máy xăng đầy đủ nhất có thể, tải trọng 5 tạ. Bộ này thì các bạn muốn nâng cấp lên 7 tạ hoặc 1 tấn thì chỉ cần thay cái nhíp và cái bánh là xong thôi. Còn toàn bộ những cái phần còn lại của nó hầu như là đã phù hợp hết rồi. Đấy. Cầu thì bên em bán các loại nhé. Trong video này là cầu 90. Tuy nhiên thì nhà em có bán các loại dài từ 1m2, 1m1, 1m, 90, 80 và 70cm. Kích thước này thì sẽ được tính toán là khi các bạn lắp thêm bánh xe vào thì cứ tính thêm 10cm nữa là đẹp. Nhíp thì phụ kiện đầy đủ, có chân phanh luôn, có chân phanh, đũa phanh, tay phanh, gối đỡ nhíp, số mạnh, số lùi. Bộ số lùi này thì của xe này người ta đang dùng ấy là xe cốt 19, cho nên là bên em sẽ đưa cái loại màu xám cho này. Đấy. Còn đối với này số lùi cốt 17 thì sẽ dùng khớp lỗ 17, số lùi màu vàng. Bộ các đăng thì sẽ bao gồm hai bộ, hai khớp trượt và hai các đăng. Đấy. Số mạnh đây, số mạnh thì sẽ bao gồm cần, dây này, và tay kéo này. Dây này, dây kéo này. Tay phanh thì sẽ bao gồm tay phanh và dây. Phụ kiện phanh thì sẽ bao gồm chân phanh, ba cái đũa phanh. Đây, ba cái đũa phanh và 10 cái tay phanh như thế này. Nhíp thì sẽ bao gồm nhíp 5 ná. Phụ kiện nhíp thì 4 cái quang nhíp, hai mặt bích, hai cái mõ cao su đằng sau, hai cái ắc nhíp đằng trước. Đây là quang nhíp, quang ngoại to nhé, ốc 12. Đấy. Chốt ốc chống trôi. Bánh thì sử dụng bánh 400-12 theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên là với tải trọng 5 tạ bộ này thì bánh này cũng quá đạt yêu cầu rồi. Đấy, bánh trước bên em cung cấp là cũng bánh 400-12 nhé. Đấy. Một đôi đèn xi nhan LED chiều dài 20cm. Còn đây là toàn bộ cái phần đầu. Đấy, bộ đầu của xe. Bộ đầu thì sẽ bao gồm một bánh xe, dây phanh, dây công tơ mét và dây ga, tay phanh, đồng hồ báo, đèn pha, tay ghi đông, cụm công tắc, xi nhan, tất cả thiết bị đều là 12. Bộ giảm xóc này thì được tính là bộ phi 43 nhé. Có đường kính ti giảm xóc là 43cm, chiều cao từ trục giữa bánh xe lên đến phần vai trên này là 80cm. Đấy. Đồng hồ này, ghi đông này. Ghi đông có tay hàn rằng này, vòng bi và ống bi có sẵn luôn, khách hàng về nhà chỉ việc hàn vào khung thôi. Bộ này thì có mayer đi kèm, chắn bùn inox. Trục trước của nó là trục 20 các bạn nhé. Trục 20 rất là khỏe và cứng. Đấy, mayer và bát phanh 130. Bánh trước đây. Cũng bánh 400-12. Ngoài ra thì bộ này có trang bị thêm lệnh tay vít. Đấy.
Nệm này thì bên em có hai loại chiều rộng 70 và chiều rộng 60. Đây là tổng thể toàn bộ này. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái video khi em mới đăng lên. Giá của bộ này em sẽ để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Khách hàng cần chi tiết gì thêm xin liên hệ số điện thoại Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.